Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay thì tiếp tục là một cái bản mod về The Mid Soccer. Thì hôm nay là bản mod The Mid Soccer 2020. Và mod đã phiên bản Halloween nhá. Halloween thì cũng đã qua là 2 ngày rồi. Halloween thì vào 31 tháng 10. Thì hôm nay đã là vào ngày mùng 2 rồi. Và tối nay là đã mình đang vào ngày mùng 2. Thì ok. Đầu tiên thì ảnh đầu tiên đó là cầu thủ Gareth Bale nhá. Và trong một cái nền ảnh nền rất là gọi là quái dị của Halloween, tất cả mọi thứ đều nó trở nên nó là rất ma mãnh một chút. Đầu tiên thì mình đã vừa đi cho anh em xong cái phần bên ngoài, còn phần bên trong thì đó là cũng tiếp tục lấy những cái ảnh mà thực sự là rất là quái dị, nó rung rợn một chút cho anh em là thích những cái bản mod như kiểu này. Thì đầu tiên thì vẫn đó là ảnh của Gareth Bale này trong một cái màn đêm và có những chú rơi này. Tiếp theo đó là Eden Hazard. Đấy, cuối cùng đó là Cristiano Ronaldo ở ngoài nghĩa địa này. Đấy, nhìn rất là rung rợn một chút nhưng mà mình khá là đẹp anh em ạ. Ok, thì tiếp theo là mình đến cái phần đội hình. Đội hình thì là đội hình các cầu thủ mà hay nhất, các cầu thủ hay trong đội soccer. Các đội hình hay anh em ạ. Đấy, thì nó không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà đặc biệt nữa nó là nó ở cái phần logo vào đấu ấy, anh em ạ. Logo vào đấu thì đó là logo vào đấu Halloween nhá. Đây, chỉ có cái đội hình này mới có rồi. Thì anh em có thể hack bất cứ đội hình nào vào đây thì có thể có áo đấu này. Đấy, anh em xem kit nhá, rất là đẹp luôn, bộ kit này. Đấy, đây là edit kit này. Đây là kit áo đấu sân nhà này, sân khách này, đấy, áo đấu cho thủ môn này. Đây áo đấu thủ môn đây. Ok, nhìn rất là đẹp luôn. Những cái hình ảnh nhìn rất là đẹp anh em ạ. Đấy. Tiếp theo thì đó là logo. Logo thì ảnh như chú rơi cùng với mình nhìn đây là mặt trăng. Đây là một cái ảnh mà đặc trưng cho mùa Halloween này các bạn. Tiếp đến là xem nó có những cái gì. Đây, logo chuẩn và tên chuẩn nhá. Rất là chuẩn rồi anh em ơi. Đấy, logo chuẩn và tên chuẩn. Đây là đã mở full thị trường chuyển nhượng rồi nhá. Anh em thấy full hết thị trường chuyển nhượng rồi. Bấm xem nâng cấp xem sao. Thì nó đang bị nâng cấp quá giới hạn rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem đá online sao nha anh em nhé. Đấy, đá online thì kia là ảnh một cái chú bí ngô, đầu bí ngô và chỗ thân hình bù nhím rơm mình ạ. Rất là đẹp luôn. Bản này thì bản V6.13 thì mình nghĩ là có thể đá online rồi. Chắc chắn như vậy có thể đá online. Như vậy chúng ta đang tìm đối thủ. Ok, với bản này thì chắc chắn sẽ có thể đá online rồi. Mình sẽ gặp đối thủ đó là Dream FC, đối thủ đến từ Việt Nam. Với các cầu thủ đó là hay nhất của bóng đá thế giới bây giờ. Ví dụ như là Ronaldo này, Messi này, Neymar này. Ok, thì mình sẽ cố gắng là giành chiến thắng cho đội bóng này anh em nhé. Và mình sẽ là đội bóng được ra bóng sau và đứng thi đấu bên phía màn hình, bên trái màn hình của các bạn nhé. Ngắm màu xanh này, Chiellini. Đây Costa. Không được, không qua được Son Heung-min. Không kịp Ronaldo. Đây Ronaldo này. Xuống Messi. Ok, một thắng mà rất là may mắn với đối thủ. Nhưng mà pha phối hợp rất là hay, một pha ngọt bóng của Neymar và chuyển cho Ronaldo đã ghi bàn. Zidane, Quaresma này, Suarez. Có pha phạm lỗi rồi. Người bị phạm lỗi đó là ok, như vậy sẽ có một pha đá phạt này. Không được, một pha định ngả vô lê có Costa nhưng mà chưa được anh em ạ. Để Neymar, bên họ phản công rồi. Daniel Vett. Bóng nó chuyển cho Marcelo này. Và Lionel Messi. Pique. Phạm lỗi rất nguy hiểm của Son Heung-min. Nhưng là không bị dính thẻ anh em ạ. Và phạm lỗi rất là nguy hiểm của Son Heung-min.
Zidane, Suarez vẫn không vào anh em ơi. Một vài người rất tốt của thành không nhớ rõ là của thành nào. Bây giờ thì thua rất là tốt anh em ạ. Ok, như vậy là tỷ số đã được quân mình một đều. Người bàn đó là Ronaldo. Phối hợp rất là hay nha anh em, xem lại này. Được chuyền vào Ronaldo, Ronaldo vặt bóng và dứt điểm. Tiếp tục là những giây phút còn lại sẽ rất là hay đây. Cái mình và đối thủ đang chơi ngang tài ngang sức anh em ạ. Ok, Buffon đã ra bắt bóng rồi. Vida, Diego Costa, Ronaldo, liệu có đúp không? Xoạc đi. Xoạc thì cũng không làm gì nữa, một pha dốc bóng lên. Rất tốt của Ronaldo, tỷ số đã được nâng lên 2-1. Ronaldo đã có một cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Tiếp theo, Coutinho này, Son Heung-min, Piqué. Như vậy là hiệp đấu thứ nhất đã sẽ được bù giờ 4 phút nhé. 1 phút thì có lẽ là sẽ kết thúc thôi. Và mình sẽ thay người. Mình sẽ cho nó là Mandzukic vào nhỉ, và Messi vào nhá. Đấy, thay đổi ở vị trí tiền đạo luôn. Mình nghĩ đối thủ cũng thay người anh em ạ. Không, đối thủ đã thêm một người rồi. Anh em nhìn nhá, những cái phím button để điều khiển á cũng có ảnh bí ngô, ảnh của bí ngô này. Nhìn rất là đẹp luôn. Vida, Piqué, Neymar. Và không hiểu ý của Mandzukic anh em ạ. Và đến nhân vật Mandzukic phải chạy lên, nhưng mà Mandzukic không chạy. Ramos chuyển về cho thành Buffon này. Hơi mạnh một chút thì bóng đã đi ra ngoài rồi. Đội bạn sẽ có một pha ném biên. Ok, Buffon đã bắt gọn rồi. Quaresma, Messi đột phá luôn. Ronaldo. Ồ, một pha xoạc bóng mà đã Ronaldo bị mất bóng rồi, vấp bóng anh em ạ. Thì tí nữa là có một pha hat-trick dành cho cầu thủ người Bồ Đào Nha, tiền đạo chuyển sang người Bồ Đào Nha. Một pha phối hợp highlight giữa Messi và Ronaldo, hai cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá thế giới hiện nay. Ok. Như vậy là một cơ hội trôi qua chiếc mũi giày của Kylian Mbappé bên phía đối thủ. Neymar. Đối thủ liên tục xoạc anh em ơi. Piqué. Lại một pha highlight giữa Ronaldo. Và lần này thì Ronaldo đã không bỏ lỡ rồi, hoàn thành cú hat-trick trận đấu ngày hôm nay. Một pha phối hợp tiếp tục là highlight giữa Messi và Ronaldo. Thì như vậy là Ronaldo đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay và tỷ số đã được 3-1. Rất thoáng rồi. Như vậy một pha dứt điểm rất tốt của Neymar. Tỷ số đã được đó là quân rút ngắn xuống còn 2-3 cho đối thủ. Messi, Quaresma kết thúc trận đấu và mình đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 anh em nhé, một chiến thắng tưng bừng. Ok, như vậy mình sẽ thoát ra, mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Như vậy thì mình đã chiến thắng trận đấu ngày hôm nay rồi. Đây em đợi nốt rồi, đã xong là hết rồi. Ok, kết thúc trận đấu này, mình đã giành chiến thắng. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất trận rồi. Thì bây giờ thì anh em hãy tìm cho mình xuống cái phần download nhé, mình hướng dẫn nhé. Thì anh em tìm cho mình xuống phần download thì nó sẽ có bốn cái link như thế này.
tất cả sẽ có 4 cái link. Thì anh em hãy gọi là tải tất cả 4 cái link nếu mà anh em muốn có một cái đồ họa cũng như là đội hình như vậy. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn, ví dụ như là data thì có hai data, đó là full 100 và không full, thì anh em có thể chọn một trong hai nhé. Ví dụ chọn OBB đi, ví dụ chọn tiệm OBB này. Đấy, thì bước này thì anh em hãy lướt xuống giúp mình này, phải lướt xuống một chút nhé. Rồi anh em thấy ô vuông này không? Đấy, nếu nó hiện quảng cáo thì anh em x bỏ đi, x bỏ quảng cáo và nút đích này. Đấy, rồi tiếp theo tích vào tôi không phải nghe máy này, đợi nó hiện dấu tích về giúp mình. Ok, nó hiện dấu tích về rồi thì anh em sẽ bấm vào chữ, nhấn vào đây để tiếp tục này. Đây, đây, anh em đợi một chút nhé, để mình chỉ cho anh em xem, một số anh em chưa biết này. Nhấn vào đây để tiếp tục này. Ok, anh em mình nhìn thấy chưa? Thì anh em bấm vào đấy, chứ không phải bấm vào phần download nhé. Mình nhắc lại là không phải bấm vào phần download, mà bấm vào chữ, nhấn để đến tiếp tục nhé. Thì nó hiện quảng cáo này, hay là hiện trang khác thì mình lại vào lại trang cũ nhé. Vào lại trang cũ thì nó sẽ hiện một bước khác cho anh em luôn. Đấy, bước này thì anh em chỉ cần đợi cho nó chạy về 0 giây thôi, rồi sẽ bấm vào lấy link. Mà mình nói một điều nữa, đó là những cái ảnh mà xuất hiện trong cái này là không phải do mình đâu, đó là do nhà quảng cáo của Google đấy, để cái ảnh quảng cáo như vậy. Thì mình chỉ biết vậy rồi, mình sẽ không làm nào có thể tắt được. Đấy, tiếp theo thì anh em đợi nó chạy về 0 giây rồi thì mình sẽ bấm chữ lấy link nhá. Đây, lấy link này. Khi bấm vào lấy link thì anh em hãy, mà nếu nó hiện sang một cái Lazada này hay là cái gì đó thì anh em bỏ đi, anh em vào lại Google nhá. Thì đây, nó sẽ hiện cho mình cái link download luôn, đây là link OBB. Đấy, thì tiếp theo thì anh em tải xong rồi, anh em làm tương tự nhé. Và tải xong rồi thì anh em nó sẽ anh em hãy tải cho mình app Archiver này. Đấy, trước khi hướng dẫn thì mình sẽ xóa bỏ cái ấy đi, bản cũ này đi, xóa bỏ nha. Anh em vào lại Archiver này. Tiếp theo thì anh em thì mình xuống cái phần download nhé, nơi mà anh em tải file về download này, và chọn cho mình cái tiếp APK nhé. APK đây, anh em muốn mở nó ra, cái này phải làm đầu tiên vì APK này chính là cái gọi là cái quan trọng nhất nhá. Thì anh em bắt buộc phải tải, anh em muốn cài đặt tải về này. Rồi, đợi nó cài đặt. Đợi nó cài đặt một chút nhá. Rất là nhanh thôi thì mình sẽ có một bản mod. Ok, xong rồi, mình vừa nói xong, nó đã xong rồi. Tiếp theo anh em chọn cái tiếp OBB này. Đây, OBB DLS20V6.13 này. Vì bản này là bản V6.13 là bản mới nhất này, có thể đáo online bình thường nhá. Đấy, tiếp theo anh em chọn phần bộ nhớ thiết bị này, Android này và OBB. Đấy, anh em dán vào. Bây giờ thì anh em giữ cho màn hình bật nhá, và anh em đợi nó giải nén đến 100%. Đợi giải nén xong đến 100%. Ok, như vậy đã 93. Ok, 100% rồi. Thì tiếp tục thì mình sẽ làm việc với tiếp data đội hình á. Lấy data mà có cái kit mà kit Halloween á. Đấy, mình sẽ bấm phần data này. Bấm vào phần xem này. Tiếp theo giữ chọn này, sao chép này. Chọn phần bộ nhớ thiết bị này, Android và data. Ok, dán vào là xong rồi. Data thì nó rất là nhanh, nó nhẹ. Bây giờ mình đã có một bản lớn nhất Shocker 2020 rồi. Đây, mình sẽ vào game. Đến đây thì video của mình cũng sẽ kết thúc. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký giúp mình. Và chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ nhé. Bye bye anh em, chúc anh em thành công. Bye bye.